Ngày 11 tháng 12 năm 2019, đồn biên phòng Phước Tỉnh thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thúy Nga, 33 tuổi, để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua một thời gian theo dõi, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12, các trinh sát đồn biên phòng Phước Tỉnh phối hợp cùng công an xã Phước Hưng kiểm tra hành chính nơi Nga ở tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền và thu giữ 9 gói ma túy tổng hợp dạng đá, khối lượng 15 gram. Ngay sau đó, Nga được đưa về đồn biên phòng Phước Tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Một lãnh đạo đồn biên phòng Phước Tỉnh cho biết Nga chuẩn bị chấp hành án phạt 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong thời gian tại ngoại chờ ngày chấp hành án phạt do có con nhỏ thì Nga tiếp tục tàng trữ trái phép chất ma túy và bị bắt giữ. Năm 2018, chồng của Nga cũng bị Tòa Nhân dân huyện Long Điền phạt án tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.